Bãi rác cùng xã huyện Cam Lộ nằm tại xã Cam Tuyền, rác chất chồng hàng ngàn tấn nằm lộ thiên, bốc mùi nồng nặc. Đây là lượng rác đã ùn ứ tồn đọng suốt một thời gian dài. Cách đây 3 tháng, nhà máy đốt rác cùng xã huyện Cam Lộ đã được đưa vào vận hành sau thời gian dài không hoạt động. Tuy nhiên, năng lực tiêu hủy xử lý rác chỉ mới được một nửa so với lượng rác thải ra hàng ngày. Vì vậy, rác tiếp tục ùn ứ chồng chất tại bãi rác. Thì lò đốt này vừa có công suất là một giờ là 1 tấn rác, và cái lượng rác của trên toàn huyện hiện bây giờ nếu có gia tăng, nhưng mà lại có như nếu không gia tăng thì là có như mới đốt được một nửa lượng rác của huyện Cam Lộ đeo về lò đốt này. Rác thải sinh hoạt tại tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện Cam Lộ đều tập trung đưa về xử lý tại bãi rác cùng xã này với lượng rác dao động mỗi ngày khoảng 15 đến 20 tấn. Tuy nhiên, rác thải không được phân loại, các loại rác vô cơ và hữu cơ đều nằm lẫn vào nhau. Chính vì vậy, quá trình xử lý tiêu hủy đốt rác rất chậm và gặp khó khăn. Rác ở chỗ này là rất khó khăn là vì nào là mấy trái này, mấy chén này. Và những cái thứ mà chó chết này cũng đang ở thôn vào trong này, nên về là phải trừ vô đấy, là công nhân phải tất rơi ra đã rồi mới bắt đầu đưa vô dây chuyền. Nếu như mà những hộ dân mà ở già mà họ tất loại ra cho mình rồi là ở tới đây là làm nhanh hơn, hiệu quả hơn. Trước thực trạng ùn ứ tồn đọng rác với số lượng rất lớn, huyện Cam Lộ cũng đang tìm cách giải quyết vấn đề môi trường này. Bên cạnh bổ trí kinh phí duy trì hoạt động lò đốt rác, địa phương này cũng đang tìm phương án dùng bãi chôn lấp số lượng rác của tồn đọng, xây dựng các đề án phân loại rác thải tại nguồn, một trong những cách tốt nhất để giảm lượng rác và xử lý rác hiệu quả nhất. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã vừa qua là tập trung xây dựng 8 cái đề án tùy theo cái tình hình và thực trạng của từng xã. Thì như vậy là để tổ chức phân loại loài rác tại nguồn, quá trình phân loại rác tại nguồn là cái cơ sở và phải nói cái nền tảng để mà xử lý rác thải hiện nay là tôi nghĩ là tốt nhất và thiết yếu nhất. Nếu như mà phân loại rác tốt thì như vậy cái rác hữu cơ là bà con sẽ sử dụng, đưa các cái chế phẩm vào nữa thì để là làm phân hữu cơ bón tại chỗ cho các cái vườn và cây. Còn là cái quá trình là rác vô cơ thì đưa đến bãi rác để là tổ chức đưa vào lò đốt. Các cái chất thải rắn thì vận động người dân là cho thu gom và để là có cái hợp đồng xử lý thường kỳ khoảng 3 tháng 6 tháng một lần.